Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Kỳ Duyên được đông đảo khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau 6 năm làm nghề, cô vướng phải khá nhiều lùm xùm liên quan đến hình tượng của một hoa hậu, khiến sự nghiệp có những lúc chạm đáy. Mới đây, ở tuổi 24, Kỳ Duyên đã tậu cho mình được một chiếc siêu xe trị giá hơn 5 tỷ đồng. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Kỳ Duyên hạnh phúc khoe trên trang cá nhân mình đã tậu được chiếc xế hộp. Đây là dòng mới nhất của nhãn xe nổi tiếng này trong năm 2020, có giá trị dao động từ 5 đến 6 tỷ đồng. Theo như Kỳ Duyên chia sẻ, đây là mẫu xe mình đã yêu thích từ lâu, giờ đây đã có thể đón về nhà. Cô còn cho biết màu sắc của xe hợp mệnh với mình và biển số thì cực kỳ ý nghĩa. Với Kỳ Duyên, chiếc xế hộp sang xịn này đúng với thời điểm và sẽ mang lại may mắn cho cô. Đi nhận xe, Kỳ Duyên diện trang phục gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng, phối cùng với chiếc đồng hồ hiệu Hublot trị giá hàng trăm triệu đồng. Trước đó, chiếc xe Kỳ Duyên hay đi cũng đến từ một thương hiệu nổi tiếng. Cô thường xuyên đăng ảnh tạo dáng trên chiếc ô tô của mình nhưng ít khi chia sẻ chi tiết hơn về chiếc xế hộp này. Chưa không phô trương nhưng khán giả vẫn nhận ra, xế hộp Kỳ Duyên dùng để di chuyển là dòng xe khá phổ biến trong giới nghệ sĩ, có giá niêm yết sắp xỉ 3 tỷ đồng. Kỳ Duyên còn từng mạnh tay chi 10 tỷ đồng để mua xế hộp cho gia đình. Vậy là sau khoảng thời gian dùng xe 3 tỷ đồng, Kỳ Duyên đã chính thức đổi sang chiếc xế hộp có giá trị cao gần gấp đôi. Vừa xinh đẹp lại giàu có, hẳn Kỳ Duyên đang cảm thấy rất viên mãn với cuộc sống hiện tại. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ Kỳ Duyên đã được giáo dục bài bản. Cô là con ngoan trò giỏi của lớp chuyên Pháp tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Ngoài thành tích học tập khủng, Kỳ Duyên còn xuất sắc giành chức vô địch môn cầu lông khi đại diện cho trường đi thi. Với làn da trắng, thân hình cân đối, nổi trội ở Kỳ Duyên là tinh thần cầu tiến vượt trội. Chính sự đặc biệt ấy đã giúp cô vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trong cuộc thi sắc đẹp quốc gia năm 2014. Kỳ Duyên xuất sắc đánh bại hàng loạt đối thủ và đăng cai Hoa hậu năm 2014 khi chỉ mới 18 tuổi. Tuy nhiên, nổi tiếng đi kèm với tài tiếng, cô trở thành Hoa hậu có nhiều scandal nhất trong thời kỳ đương nhiệm của mình. Vừa mới nhận vương miện, Kỳ Duyên lập tức gặp phải luồng dư luận phản đối gay gắt. Khán giả nhận thấy nhan sắc của cô không bằng Á hậu Mộc Huyền My, tên người xứng đáng cho ngôi vương vị đương kim Hoa hậu năm 2014 là Huyền My. Sau đó, ban tổ chức và giám khảo đã đưa ra những yếu tố thuyết phục cho kết quả cuộc thi. Là những người gắn bó với các người đẹp từ đầu đến cuối cuộc thi, cả trên sân khấu và sau cánh gà, nên ban tổ chức đánh giá cao Kỳ Duyên ở sự ngoan ngoãn, mạnh mẽ và cầu tiến. Giám khảo khẳng định Kỳ Duyên với sắc nước hơn người và phẩm chất cao đẹp hoàn toàn xứng đáng với vị trí Hoa hậu 2014. Ngoài những thị phi sa đọa, Kỳ Duyên còn phải hứng chịu nhiều gạch đá với những phát ngôn quá tự tin của mình. Trong 3 lần khi được hỏi về nhan sắc của mình, Kỳ Duyên luôn tự tin khẳng định nét đẹp trời ban. Đặc biệt, sự khác biệt quá lớn trên khuôn mặt của Kỳ Duyên sau khi trở thành hoa hậu khiến cô vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc luôn là một điểm trừ trong mắt khán giả dành cho hoa hậu, nhưng chính nhân cách của cô mới là cánh cửa đóng sầm lối vào trái tim của người hâm mộ. Những tin tức về việc mua giải ở các cuộc thi lớn đều không tránh khỏi và Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. Khi gặp hàng loạt những tin đồn tiêu cực bủa vây, giờ lại thêm thông tin mua bản điểm, mua giải ảnh hưởng đến danh dự của những người nên Hoa hậu Kỳ Duyên đã phải nhờ luật sư can thiệp. Sau những ồn ào ở tuổi hoa mộng của cô gái mới lớn vừa bước chân vào showbiz, những năm gần đây người ta thấy một Kỳ Duyên cá tính chững chạc và chú trọng phát ngôn của mình hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video chúng mình ở Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!